năm 1980, mẹ Kim Anh là cán bộ tem phiếu, cán bộ lương thực thực phẩm, và có lỡ sanh một em bé, và em bé đó được sanh tại bệnh viện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Và lúc đó khi sanh Kim Anh xong thì mẹ Kim Anh đã cho và đã về, cho nên mọi người có thể là giúp Kim Anh chia sẻ cái video clip này với một hy vọng là ai đó có biết cái thông tin gì về mẹ của Kim Anh thì giúp 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 Kim Anh chia sẻ. Kim Anh cầu xin mọi người ấy, rất là mình rất là tha thiết tìm, nhưng mà cái thông tin nó không chính xác, mình cũng sợ ảnh hưởng đến người này, ảnh hưởng đến người kia. Nhưng mà khi ông anh của mình ông hắn nói ra thì mình cũng rất là muốn đi đi ngay ấy. Nhưng mà có nhiều cái, nếu như các bạn nằm trong hoàn cảnh của mình thì các bạn sẽ hiểu. Các bạn ở ngoài các bạn không thể biết được mình ở trong là như thế. Mọi người không có hiểu được cái cảm giác là khi Kim Anh đi dọc, Kim Anh làm tất, kể cả bây giờ, tất cả những gì Kim Anh bây giờ đang làm từ thiện hay là giúp đỡ người khác hay là bất kể việc gì, thì cái việc đó cũng chỉ hy vọng rằng ở đâu đó mẹ Kim Anh sẽ được ai đó giúp đỡ. Chỉ một cái hy vọng đấy thôi.